Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Kênh của mình thì chuyên về một số dự án kiếm tiền điện tử free. Dự án hôm nay thì sẽ là một cái dự án cần có phí mọi người nhé. Dự án này thì là dự án ở trên sàn Bybit. Dự án này chúng ta sẽ trao đổi fan token và chúng ta sẽ chia sẻ giải thưởng là khoảng 300.000 USDT. Chúng ta sẽ một số cái token chúng ta như ICM, AFC, BRAR của Barcelona, CHZ hoặc là City của Manchester City này, Inter Milan, Juventus hoặc là PSG. Để chúng ta, bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn đăng ký cho mình một cái tài khoản Bybit nhé. Đấy, đăng ký rồi verify tài khoản luôn. Đấy, sau đấy thì mọi người vào trong nhé, vào trong cái tài khoản của mình. Các bạn chuẩn bị cho mình một ít USDT ở đây. Ở đây thì mình có một ít USDT ở trên này. Càng nói chung là càng nhiều càng tốt mọi người. Đấy, càng nhiều càng tốt. Hôm qua thì rút USDT mất rồi. Ở đây thì chỉ còn bit thôi, nếu các bạn trade thì các bạn có thể bán bit ra. Đây là cái sự kiện này, và đây thì mọi người nhớ là chúng ta đăng ký này, KYC thành công này, chuyển tiền vào đây xong rồi mọi người vào cái link này cho mình, mọi người ấn vào đăng ký nhé. Đấy, đăng ký. Còn start in là khoảng 6 giờ nữa là chúng ta bắt đầu ấy rồi, giao dịch rồi. 17 tháng 11 to 18 tháng 11 đăng ký nhé. Đến hết ngày 18 thì khoảng 6 đến giờ nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? 10 giờ, 6 giờ và khoảng 4 giờ chiều, 5 giờ chiều, 5 giờ chiều là bắt đầu trao đổi. Đấy thì mọi người ở đây nhá, đăng ký thì cũng khá là nhiều rồi này. Đấy, nói chung là đăng ký càng nhiều càng tốt các bạn ạ. Còn ranking thì ở đây. Đấy. Ranking. Các bạn trade càng nhiều thì ranking càng nhiều ấy, thì nó sẽ chia sẻ càng nhiều tiền thôi. Nói chung là khá là đơn giản thôi. Đấy, chúng ta đăng ký xong vào trong thì chúng ta sẽ trade ở phần support. Chúng ta trade ở đây này. Một số token này. Đây là những cái token mà chúng ta có thể trade này. Đấy. Chúng ta sẽ chuẩn bị hết là tài khoản KYC, chuyển tiền vào. Sau đấy chúng ta sẽ chờ thời gian, đến cái thời gian bắt đầu phát là chúng ta chiến nhé. Quy định thì ở bên dưới này rồi, mọi người có thể đọc qua. Mùa World Cup đến rồi. Tham gia cuộc thi giao dịch fan token của chúng tôi. Cho dù đó là Paris Saint-Germain, Manchester City hay là một câu lạc bộ nào khác mà bạn đang cổ vũ, bạn có thể tích lũy mã thông báo của người hâm mộ để nhận phần thưởng và đặc quyền. Chẳng hạn như mua vé trận VIP, đăng ký tham gia sự kiện, vân vân. Giao dịch fan token để chia sẻ lên tới 300.000 đô la. Các cặp giao dịch được chấp nhận là ở đây. Tích lũy tối thiểu là 100 USDT trên bất kỳ mã thông báo nào liệt kê ở trên. Để chia sẻ giải thưởng là 300.000 USDT. Càng nhiều người tham gia sự kiện, tổng giải thưởng càng lớn. Vì vậy, hãy tập hợp bạn bè của bạn và cùng nhau ghi một mục tiêu giao dịch. Ngoài ra, không mất phí đối với tất cả các cặp spot. Bây giờ nó vẫn đang là giao dịch spot không đồng đấy mọi người ạ. Rồi, các điều kiện người dùng Bybit phải đăng ký sự kiện này để tham gia. Người dùng mới có thể nhắm vào đây để đăng ký tài khoản Bybit hoặc là các bạn có thể đăng ký theo link của ad nhé. Các giao dịch spot đây. Khối lượng giao dịch tài khoản phụ sẽ không được tính nha. Bảng xếp hạng thứ tự giao dịch giảm dần và được làm mới mỗi giờ. Dữ liệu xếp hạng cuối cùng sẽ được hiển thị 1 giờ sau khi sự kiện kết thúc. Người nhận thưởng đầy đủ điều kiện và thông báo về phần thưởng của họ qua email. Phần thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản support của bạn trong vòng 30 ngày sau khi sự kiện kết thúc. Người dùng phải xác minh KYC level 1 để đủ điều kiện nhận thưởng nhé. Những người dùng ở quốc gia hạn chế sẽ không được phép tham gia sự kiện này. Bybit có quyền loại bỏ tất cả những người lạm dụng hoặc là gian lận nhé. Bybit cũng có quyền sửa đổi các điều kiện để thông báo cho người dùng. Đấy, ok, bốc thăm may mắn, cúp fan token. Tham gia rút thăm may mắn của chúng tôi từ ngày 11 tháng 12 năm 2022 đến ngày 18 và có cơ hội giành được giải thưởng là 50.000 USDT. Phiên AAMA của fan token. Đấy, nói chung thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái phần trên này thôi. Đấy, nó khá là đơn giản là chúng ta đăng ký tài khoản, sau đấy thì chúng ta sẽ ấn vào nút tham gia ở đây nhé. Đây, nó có nút tham gia ở đây và đến sự kiện thì
Đến thời gian khoảng 6 giờ nữa thì mình ấn vào trao đổi nhé. Chúng ta trao đổi tối thiểu là 100 USDT, còn nhiều hơn thì cũng được, không sao cả. Đấy, càng nhiều thì chúng ta xếp hạng càng cao thì chúng ta sẽ càng chia sẻ nhiều giải thưởng hơn thôi. Đấy, thì mình sẽ thông báo đến các bạn cái thông tin của sự kiện này. Bạn nào mà chưa tham gia xong sự kiện này thì các bạn đăng ký và cho tiền vào tài khoản trước nhé. Đến khoảng 5 giờ chiều thì chúng ta bắt đầu vào trao đổi nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.